sẽ lấy hai con mực ống và mấy con ba con mực ống và mấy con mực lá. Mực lá càng nhỏ là ăn càng ngon nha mọi người, chứ không phải là càng lớn là càng ngon nha, càng nhỏ là càng ngon. Rất là đây là những cái bao mực mà chuẩn bị đi Sài Gòn mọi người, nhưng mà mực rất là ít, toàn là ống nhỏ với lại mực lá, mà thấy mua là mực lá ba mọi người ơi. Đây dập lại hết cả tàu, hết cả toàn luôn rồi. Có nhiêu đây thưa anh? Đây, các anh các chú đang giấy thú vào nè mọi người. Hôm nay khá là căng luôn. Dạ. Ủa anh nay có mực không anh? Dạ, được tầm khoảng mấy ký không anh? Dạ, hồi nãy cái nhà chú kia vô thì mọi người bán có mấy chục nghìn nè. Không có. Dạ. 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 Cái kia là đi gần bờ, còn chú là đi đi xa bờ á. Dạ. Nãy là kia là đi gần bờ. Ờ, các anh này là đi xa bờ. Dạ. Hôm nay đi mực có không anh? Dạ. Vô mánh, vô mánh. 4-5 kg luôn. Wow. Vô mánh nha. Wow. Đây là các trang bị để đi mực lá, là bao gồm cái thùng là để mực. Cái thùng này là để câu kéo. Câu kéo là gồm những con tôm nào vậy anh? Đây là cái áo gió, là lạnh lắm là bão gió. Dạ. Dạ. Đây là con tôm là bỏ xuống dưới biển là để những cái con mực nó ăn. Dạ. Cho em thấy mỗi thu đi. Mấy ký? Lì nhớ giúp cái siêu ria này, cắn nó mới không có phạm. Này. Vô này, mọi bạn vô. Vô. Ừ. Ủa. Có ăn mực luộc á, mực luộc dầu hay mực xào dầu á. Chấm nghe mắm me là nhất nhất. Ngon. Tuyệt vời. Cái sốt thịt nó đã. Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh Thái Nhà Biển nha. Hôm nay Thái vừa ăn cơm xong và được chạy một vòng quanh ở vùng biển với Thái nè mọi người. Thì Thái chạy vòng quanh này thấy một cái thau mực lá rất là tươi ngon luôn. Và đâu đó có vài con mực ống nữa. Giờ Thái sẽ tiến hành đi lên mua mực ống và mực lá, về sẽ quay video review món ăn mực ống và mực lá ở V Thái như thế nào nha. Thái bật mí luôn là Thái sẽ mua mực ống, mực lá, sẽ làm một cái món, đó chính là món mực ống, mực lá, tao dầu, hay được gọi cách khác là mực ống, mực lá, xào dầu và không bỏ gia vị nha mọi người. Là sẽ tận hưởng được cái vị ngọt, cái vị giòn, vị của những con mực tươi sống và ăn tại làng chài Phước Thể như thế nào nha. Giờ cùng Thái tiến lên chỗ thu mua mực và để mua những cái con mực tươi ngon và nháy nhất nha. Let's go, mời cả nhà đi cùng Thái nha. Đây là mực các anh và các chú vừa vô nè mọi người. Mực rất là nháy luôn, Thái vừa ăn cơm xong giờ ra thấy một thau mực rất là đẹp luôn mọi người. Giờ Thái sẽ mua về và làm một cái món mà đặc sản ở quê Thái nha. Món này mà các bạn hoặc là các anh, các chị, các cô, các chú mà làm theo á, mà ăn mực tươi như thế này á, là siêu ngon luôn. Không phải là món sashimi nha mọi người, mà là mực tao dầu, hay được gọi là mực chiên dầu nha mọi người. Đây có cô mực ống, chắc mình lấy luôn để review cho mọi người xem là mực ống và mực lá cái thịt nó như thế nào nha. Hàng rất là tươi xanh luôn. Đây con mắt long lanh luôn. Đây nó còn nháy luôn này. Đã quá.
À, hôm nay là mùa hè, quê Thái vào du lịch rất là đông luôn. Mọi người có thể về quê Thái tham quan du lịch cũng như là ghé làng chài Phước Thể quê Thái thưởng thức những nghêu sò, ốc hến, lặn bắt sống vào, đi trong ngày vào thôi cho nên là rất là ngon. Thứ hai nữa là mọi người nhớ mua vài ký mực để về nhà thưởng thức nha. Wow, một cua. Cua đây nó có trứng luôn á chị. Đây nè, mình có thể thấy trứng luôn. Đây nè, nó bóng bóng nè. Đây, con này rất là đẹp luôn. Làm em mấy ký em về chị? Vô 4 chiếc ghi mà. Vô 4 chiếc ghi mà có nhiêu đây hả? 4 chiếc. Dạ, 4 chiếc mà có nhiêu đây thôi. Chắc là mấy anh chắc bán được 30-40 nghìn quá. Còn con nào về đâu, người khóc kìa nhỉ. Dạ, sẽ lấy 2 con mực ống và mấy con 3 con à? 3 con mực ống và mấy con mực lá. Đây, mực lá càng nhỏ là ăn càng ngon nha mọi người, chứ không phải là càng lớn là càng ngon nha. Càng nhỏ là càng ngon, rất là ngọt. Hôm bữa trước thấy dì Vi một con mực lá là tầm 4 kg. Ăn thịt nó rất là ngọt nhưng mà nó nhai thôi là mỏi miệng mọi người à. Còn cái này giá khác đúng không? Wow, nó bám kìa. Wow, đây này. Ồ, nó bám cứng ngắc luôn. À, rất là đẹp luôn. Hả? Con này tươi mà. Con nào cũng tươi. Rồi, ok. Trời ơi, lựa đúng chuẩn luôn mọi người, đúng 1 ký luôn. 1 ký là bao nhiêu con ta? 2, 4, 6, 8, 10 con. Wow, anh thấy tay nghề em biết không anh? Đây là anh chủ mực, chủ nậu mực. Chủ mọi nậu. Người ơi, Thái sẽ quay cho mọi người xem những cái thúng nha. Đây là những cái thúng đi mực lá nè. Đây là nậu mực sẽ cho các anh, các chú mà đi biển á, là mượn thúng, là các anh không bỏ gì ra hết. Nếu như các anh không có tiền có thể lên chủ nậu mượn 200-300 nghìn để mua câu, mua kéo và đi thôi. Và sau đó khi mà đánh bắt vào á, câu mực vào á, là các anh á, là 100 nghìn, thì các anh sẽ đưa cho cái người mà lấy chiếc ghe lớn á mọi người. Đây là cái chiếc ghe lớn á, chở đi á, là người ta sẽ ăn 20 nghìn đồng. 100 ngàn là ăn 20 nghìn đồng. Nếu mà đi mà tồn rồi á, là sẽ không có đưa tiền. Nói chung là các anh mà đi có thì cái ghe mà chở các anh đi thì sẽ có tiền. Còn mà nậu mực thì là sẽ dễ vào cho các anh mượn và sẽ thu mua lại mực. Thu mua lại mực cho nên là khi mà về làng chài Phước Thể thì các bạn sẽ không được mua trực tiếp từ các anh, mà là sẽ mua qua một cái nậu mực giống như hồi nãy thấy quay anh mà nậu mực ở làng Phước Thể mọi người. Rồi Thái mua, Thái cũng chỉ mua lại của anh thôi, nhưng mà nói là mình sẽ mua lại là F1. Anh mua từ F0, mình sẽ mua lại F1. Đây là những cái thúng mà quê Thái à. Hồi nãy Thái ăn cơm xong là các anh đã vô hết rồi. Có những tập Thái đã quay các anh giấy thúng mực lá vào. Các anh chị, các cô chú cũng như các bạn có thể là xem video cách đây khoảng 5-7 ngày là Thái vừa mới đăng lên. Bây giờ là Thái sẽ lấy mực và về làm món tao dầu, mực xào dầu và review và cách ăn ở người địa phương làng chài Phước Thể như thế nào nha. Đây là những cái bao mực mà chuẩn bị đi Sài Gòn nè mọi người, nhưng mà mực rất là ít, toàn là ống nhỏ với lại mực lá mà Thái mua là mực lá ba mọi người ơi. Này, dập lại, hết cả đào, hết cả toàn luôn mà có nhiêu đây thôi anh. Ở quê Thái mà đóng đi xa là mọi người đảm bảo chất lượng nha, không có pha nước ngọt gì hết trơn á, là những bao nước này là nước mặn hết, cho nên là vào Sài Gòn hay là đi các tỉnh lân cận á, mực nó vẫn còn xanh tươi nha mọi người. Đây, giờ này là ba mẹ Thái đang ngồi ăn nè mọi người. Một món ăn rất là dân dã luôn, ba mình mới vừa đánh bắt vào và được một ít hải sản. Đây là sò mai và con cúm. Đây là con cúm, một trong những là con cúm mà nó giống như con ghẹ đó. Còn bây giờ Thái sẽ tiến hành đổ bịch mực mà Thái mới vừa mua ra nha mọi người. Đây là bịch mực Thái mới vừa mua ra này. Ồ, rất là tươi xanh luôn mọi người. Đây, đây là bịch mực mà Thái mới vừa mua xong rồi mọi người. Nó sẽ còn nhảy luôn, còn nhảy nơ nơ rồi mọi người ơi. Đây, rất là tươi xanh luôn, long lanh luôn. Rồi là mực lá. Giờ Thái sẽ làm món mực xào dầu nha. Hàng rất là ngon.
Trời ơi, Thái thích ăn những con mực lá nhỏ như này, cắn một phát tan chảy trong miệng, giòn giụm, ngọt lị, rất là ngon. Ăn những con to thịt nó rất là dày, nhai rất là mỏi miệng mọi người. Đây, những con mực lá. Đây gọi là mực lá ba nha mọi người, là mực lá nhỏ nhất trong tất cả các loại mực lá luôn. Là cái giá mà Thái vừa mua được là tại biển mà qua F1 thôi mọi người. Là mực lá ba này là Thái mua được giá là 230.000 một ký. Còn mực ống là thuộc mực ống 1 là giá hiện tại ở tại biển là mua họ bán cho chủ nậu là 280.000. Thì chủ nậu bỏ lại Thái là hết 300.000 đồng một ký. Nó còn nhấy luôn, nó nhấy rất là đã. Cái dâu của nó hít lại, cái dâu của nó rất là nhỏ, khi mà vận chuyển mà nếu như mà bỏ nước ngọt vào á thì cái dâu nó nở, con mực nó nở, nó mất màu, nó rất là xấu. Này, nó hít thôi. Wow, nó hít lại luôn. Rất là đã. Nói là dân biển thôi chứ Thái rất là thích ăn mực nha mọi người, cực kỳ ăn mực rất là ngon. Sau khi giữa mực qua rồi á, là Thái sẽ tiến hành bật bếp lên và cho dầu nóng lên và Thái sẽ đổ mực vào nha. Thì mực này á, các bạn là không nên giữ nước ngọt nha, nếu mà giữ nước ngọt là nó sẽ mất màu. Chúng ta giữ bằng nước mặn càng tốt. Rửa xong là lấy ra liền nha mọi người, chứ không là mực nó rất là mặn. Wow, con này nó nhấy nơ luôn. Đấy. Ồ, khi mà vớt ra khỏi mặt nước á, giống như là nó càng nháy nhiều hơn rồi mọi người. Đây. Wow. Chỗ này nó có dạ vàng xanh xanh luôn. Mực này mà dùng sashimi là cũng rất là ngon, nhưng mà nếu mà dùng sashimi là mọi người dùng chọn mực lá hai nha, nó sẽ to hơn một xíu và cái sớ thịt của nó sẽ dày hơn một xíu để cắt nó ăn nó sẽ ngon hơn. Giờ Thái sẽ bật bếp lên. Thái sẽ cho dầu vào. Rồi, nhà Thái đang cất nhà cho nên là sẽ dùng bếp ga mini nấu ăn. Khi mà cho dầu vào á, thì Thái sẽ dùng một cái gia vị đó là bột ngọt sẽ làm dịu lại. Tại vì mực á, khi mà câu lên á, nó đã có nước biển á, nó rất là mặn. Cho nên là mình sẽ dùng một chút bột ngọt là làm cho nó dịu lại, nó rất là ngon. Thái mua được 3 con mực ống. Này, sau khi dầu sôi lên lên rồi là Thái sẽ cho bột ngọt vào. Đây là những con mực ống mà nó còn nhấy nè. Ồ, sống luôn. Thái nhìn mực mà Thái không nỡ nấu lên đó mọi người ơi, tại vì nó rất là đẹp. Nó cứ nháy nháy dạ quang á, nhìn rất là đẹp luôn. Dầu là bắt đầu là sôi lên rồi mọi người. À, mình sẽ cho bột ngọt vào trước. Mình sẽ cho bột ngọt vào trước nha. Sau khi cho bột ngọt vào rồi á, là Thái sẽ cho mực vào luôn. Một hai ba nó sẽ xèo. Wow. Wow, đã quá. Nó sẽ xèo rất là mạnh. Quá đã. Con mực nó khá là to. Wow. Thì con mực nó xèo lên rồi mọi người ơi. Rồi ta cho mực lá vào luôn nha. Với một nồi mực như thế này Thái nghĩ chắc Thái ăn không hết quá. Đây, một món mực dân dã, mực xào dầu của làng chài Phước Thể Vê Thái, chỉ là như vậy thôi mọi người, không gia vị gì hết, chỉ bỏ chút bột ngọt lại vào để cho nó dịu thôi. Đây, một nồi mực, một nồi mực nhớ là chuẩn luôn, y bài. Giờ đậy nắp lại và chờ nó chín thôi.
mọi người cứ để vậy luôn nha. Còn những em này là tí nữa xử sao. Trong khi chờ đợi mực chín thì Thái sẽ nhờ mẹ Thái làm một chén nước mắm me. Đây là nước mắm mà nhà Thái muối đó mọi người. Và sau đó là nguyên liệu là cục me và vài trái ớt đỏ và một ít đường nữa. Wow, nhìn đã quá. Mực mà xào dầu như thế này á, là các bạn chấm mắm me là ngon nhất. Sau đó là mình sẽ cắt ớt vào. Cắt ớt vào, mọi người ăn cay thì cắt nhiều, ăn ít thì cắt ít thôi ạ. Sau đó lấy muối, lấy thêm ít đường nữa lì. Bỏ đường vào. Mắm me này làm rất là dễ mọi người ơi. Chỉ cần nước mắm, me, ớt và một chút đường là được. Đây là cạnh biển nhà Thái mà buổi trưa nè, nước rất là trong xanh luôn, rất là đẹp. Tí nữa sáng thì ra cái trại đằng trước nhà Thái là sẽ ăn những con mực cắn tan chảy vào miệng. Cứ tưởng tượng túi mực chảy vào miệng, nó rất là ngọt, rất là ngon luôn. Đây, quay lại chén mắm của mẹ. Ồ, mẹ cho hơi nhiều đường nha. Cho hơi nhiều đường rồi. Nhưng mà không sao, thì tí nữa mình sẽ cho thêm một ít nước mắm vào nữa là sẽ chuẩn. Cho thêm tí một xíu nước mắm đi má. Ồ, nhìn chảy nước miếng luôn. Nhắc nhanh chắc nhắc. Rồi ok. Thái thấy cái mùi mực nó bốc lên rất là thơm luôn mọi người. Giờ Thái sẽ mở nắp xoong ra cho mọi người xem nha. Chắc là ngon lắm đây. Thèm quá chảy nước miếng luôn mọi người ơi. Thái mở nắp xoong ra đi và xem bên trong có gì. Ồ, sôi ụt ụt luôn này mọi người ơi. Mọi người có thấy khác hẳn gì so với mực mọi người thường nấu không? Với Thái thì nó rất là khác so với Thái mua mực tại Sài Gòn nè mọi người. Tại vì mực này á, khi mà mới đến bắt vào á, chưa có qua nước nào á, là mọi người sẽ thấy cái da của nó là không có bị chóc. Nó sẽ trơn tru như thế này luôn, nó sẽ không có bị chóc da. Và những cái con mực nó sẽ không bị teo. Không phải là không bị teo nha mọi người, nó cũng sẽ bị teo chút xíu. Tại vì mực là động vật thân mềm, cho nên là khi mà qua sơ chế thì nó sẽ bị teo, nhưng mà bị teo không có đáng kể luôn. Mình không có biết là nó bị teo luôn mọi người. Wow, nó sôi ụt, nó rất là thơm luôn mọi người ơi. À, cái làn da của nó rất là đẹp. Ồ, đã quá. Giờ Thái phải chờ thêm một xíu nữa cho các em chín đều hết. Bắt đầu Thái sẽ review cho mọi người xem nha. Sau khi đợi 5 phút thì mực đã chín. Giờ Thái sẽ vớt ra nha. Wow, trời ơi, đã quá. Wow, cái con mực ống luôn mọi người. Wow. Ui. Ui trời ơi. Cho nó vô mâm. Cho nó vô mâm. Có nhiều con nó bị chảy túi mực. Cái nước mực này á, mà cuốn với mực này mà cuốn với dao sống bánh tráng á, là cực ngon nha mọi người. Cực đỉnh luôn. Wow. Sau khi cầm đũa nó hơi bị trơn, chắc Thái giữ tay xong rồi Thái sẽ dùng tay luôn. Đây mọi người. Wow. Đã quá. Này mực lá và mực ống tới bây giờ là chắc đổi tên là mực da đen quá mọi người. Tại vì cái túi nó dai rất là nhiều. Wow. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Rất là nóng luôn. Wow. Wow, này là đổi là mực bóng đêm, mực da đen. Bởi vì có một số con nó bị chảy túi đó mọi người. Khi mà sôi ụt lên á, là nó bị lan ra những cái con khác, nhưng mà không sao. Chứ Thái là thèm lắm rồi. Còn về cái nước của nó á, là rất là ngọt cho mọi người, cực ngọt luôn. Wow, nhìn đã quá. Giờ Thái mời cả nhà cùng Thái chiến nha.
Sau khi mà nấu xong cái món mực xào dầu rồi á là Thái bay ra ngoài biển. Thái đang thấy các anh đang giấy thúng vào nè mọi người. Đây là một chiếc ghe cuối cùng trong ngày để đánh bắt và câu mực lá vào. Giờ Thái sẽ để cho nó mực nó nguội đi một xíu. Thái sẽ quay mọi người cái cảnh thu mua mực như thế nào nha. Giờ cùng chân Thái đi lên chỗ thu mực hồi nãy mà Thái mua nha. Thì mực hồi nãy làm ra nó hơi là khá nóng và đang gặp cảnh mực lá vào á, nên là Thái sẽ quay mọi người luôn. Chứ thật ra mà mực nóng như vậy á, mà nếu như ăn được nóng á, rất là ngon và rất là ngọt luôn. Giờ Thái đang đi xuống biển nè. Này, các anh các chú đang giấy thúng vào nè mọi người. Ở bên này đang có hai anh đang vào. Thường là sẽ đi cùng lúc hai anh như thế này, sẽ hỗ trợ nhau khiêng thúng lên bờ kè để thì nó sẽ đỡ cực hơn một xíu. Nước hôm nay khá là trong luôn. Dạ. Ủa anh nay có mực không anh? Có. Dạ, được tầm khoảng mấy ký không anh? Vài ký. Dạ, hồi nãy cái nhà chú kia vô thì mọi người bán có mấy chục nghìn nè, không có. Dạ. À, ông đi lậu. Dạ. Dạ. Cái kia là đi gần bờ, còn chú là đi đi xa bờ á. Dạ. Nãy là ghe kia là đi gần bờ. Ờ, các anh này là đi xa bờ. Dạ. Hôm nay đi mực có không anh? Có, nhiều. Dạ. Vô mánh. 4-5 ký á. 4-5 ký luôn. Wow. Vô mánh nha. Wow. Đây là các trang bị để đi mực lá, là bao gồm cái thùng là để mực cho anh ha. Còn cái thùng này là để câu kéo. Câu kéo là gồm những con tôm nào vậy anh? Tôm này. Đây là cái áo gió, là lạnh lắm là mặc áo gió. Đó, tôm này. Dạ. Tôm không? Dạ. Đây là con tôm mà bỏ xuống dưới biển là để những cái con mực nó ăn. Dạ. Cho em thấy bội thu đi. Mấy ký? Nhiều không anh? Có mấy con à? Dạ. Ủa, vậy có mấy con hả? Ồ, hồi nãy em tưởng là nhiều. Vậy là hôm nay là ghi nào cũng ít luôn. Dạ. Nhà ông sấu chim. Nhà ông chú sấu chim. À, đây là đây. Mực. Dạ. Là wow. Ô to nha. Đây là to. Dạ. Wow. Ồ, tư sinh luôn. Wow. Dạ. Giờ đem lên bán cho mấy người chủ nậu. Bên kia là anh được mấy ký á? 4 ký. Đây các anh đang chuẩn bị vào nữa. Giờ mà sẽ tiến tới chỗ thu mua mực nha. Hay mực rất là tư luôn. Mực đợt này hồi nãy thấy mua là mực nhỏ, mực bên này là mực lớn rồi mọi người. Rất là to. Wow. Dạ. 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 Dạ, để hôm nào cậu cho con gái theo ghe không? Con ra con quay cảnh câu mực. Ok, dạ dạ. 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 Đây là chỗ thu mua mực sát bên nhà Thái nè mọi người. Nghĩa là tư xanh luôn. Sẽ đổ nước mặn vào nha mọi người nha. Hôm nay có sự góp mặt của bạn Ly là cháu của Thái, sẽ cùng Thái chiến một mâm mực này nha mọi người. Mâm này mực nó hơi đen, lý do là nãy Thái có nói là
nó bị chảy túi mực đó mọi người. Và cái con mực ống này nó rất là mập luôn, chắc Thái nghĩ là bên trong nó có trứng á. Giờ Thái sẽ ăn con mực ống này trước nha. Một chén mắm me đậm đặc nè mọi người. Đây. Trong lúc mà chờ đợi mực chín nó là mắm me nó đã tan chảy và nó đậm đặc rất là đã. Thái chảy nước miếng luôn mọi người ơi. Giờ mời cả nhà cùng Thái xơi một mâm mực nè. Đây, để cô dốt cho miếng nước. Đá nó không có dốt trước. Không sao. Ăn mực này là phải có uống một miếng nước, một miếng nước nó sẽ ngon. Giờ Thái sẽ cắt cái con mực này ra. Thái đã rửa tay sạch sẽ nha. Lì em rửa tay chưa? Rửa rồi. Này, wow, thịt nó dày mọi người. Tại vì Thái sẽ ăn trứng trước, tí nữa ăn thịt sau thì nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ cảm nhận. Wow, trứng mực này mọi người ơi. Wow. Trời ơi, rất là hiếm khi mà mực ống có trứng nha mọi người. Wow. Đây, rất là đã luôn. Wow, nóng. Thái tưởng là giờ này nó đã nguội nhưng mà nó vẫn còn nóng mọi người. Đây, Thái mời cả nhà nha. Rớt. Trứng nó rất là bùi và cắn nó sực sực. Nếu em ăn một lá chấm mắm mía mới ngon. Chấm miếng đầu luôn. Mắm mía ngon quá. Wow. Đó. Quay cả liền em ăn. Đây còn một ít trứng là Thái sẽ ăn hết. Trứng nó rất là bùi. Ngon lắm. Càng nhai nó càng bập trên miệng rất là ngon. Người Thái sẽ ăn mực ống nha. Thái sẽ ăn cái rau của nó trước, tại vì Thái thích ăn cái rau của nó, tại vì cái rau đó nó rất là giòn. Tay Thái đã bị đen rồi. Ngon. Mực lá thấy sao? Ngon. Mực ống hôm nay mọi người xuất thì rất là giòn, nó rất là dày, nó rất là ngọt. Ngon quá. Cắn trúng cái túi nó ngọt lắm luôn, rất là ngon. Cô với lại Lì ăn hết không? Cố gắng lên nhé. Nè mọi người, chấm nè. Cái đấy đầu chấm. Mắm mì ngon quá. Ngon quá. Cực ngon. Béo ghê. Béo ghê. Nó đã. Sau khi ăn đầu mực ống nó rất là giòn, rất là ngon rồi. Lì em vẫn chưa ăn hết con mực lá. Thái sẽ lấy cái đường xương của mực. Đây là xương của mực ống. Này rất là ngọt nha. Nó có cái túi á, rất là ngọt. Thái mời mọi người cùng chiến nha. Đây. Giòn. Càng nhai là càng ngọt. Ngon. Ăn mực ống ha. Mực lá thấy ra là mực ống à. Cầm miên con cắn luôn. Chấm rồi. Sao? Thấy không? Ngon. Thấy không? Con mực ống nó ngọt hơn con mực lá. Rồi con phải ăn luôn cái cái mình có nói nó sẽ ngon hơn, vì cái đầu nó sẽ hơi giòn giòn hơn. Cắn lát nữa. Ngon. Đỉnh lắm. Mời cả nhà. Nó xuất sự rất là dài luôn. Thấy sao? Lì nhớ giúp cái xương đi ra này, cắn nó mới không có phạm. Này. Vô đây, mọi bạn vô.
Các bạn ăn, ăn mực luộc á, mực luộc dầu hay mực xào dầu á, chấm mắm nêm mắm mê là nhất nhất. Wow. Tuyệt vời. Cái sốt thịt nó đã. Ngày mấy cả mắm. Nè, hai cái tay của nó. Thấy ăn cái tay viên thử nó sao nha. Tay rất là giòn. Cực giòn. Cái tay nó rất là giòn mà. Ngon. Ngon. Con có lì là không có trứng. Mời ơi. Vô. Đã. Ăn không có miệng đen thui luôn, cái tay đen thui luôn. Nó là ngon. Văn đen xì lì. Chị Thái sẽ chiến cô mực lá nha mọi người. Đây mực lá bóng đêm. Lần này Thái sẽ ăn cái đít trước xem thử như thế nào. Nó giòn. Giòn mực ống, rất là giòn. Cái con nó nhỏ thôi mà cái sốt thịt nó rất là dày luôn mọi người. Bỏ xương ra. Nó sẽ ăn mực ống nãy nó ngọt quá, ăn qua mực lá nó hơi nhạt nhạt. Nhờ nó rất là giòn, rất là ngon. Thiệt vời. Bạn lì cái gì ăn con mực ống mà nó chưa xong. Bự quá. Bự quá. Mực lại một mà. Ngon. Kéo. Tuyệt vời. Ăn giữa bữa trưa đó là cùng với trước là biển đó mọi người. Là biển nữa. Đó, Thái đang ngồi view biển. Rất là đẹp. Mọi người có về bên Thái á, cứ alo Thái nha. Cứ dẫn đi vườn táo, vườn nho, mực, nghêu, sò, ốc hết. Đây là cái đầu. Cái bằng túi này nó mới ngon. Mời cả nhà. Nấm mì gần hết luôn á. Ngon quá. Cắn nó béo á. Nó ăn cái túi á, ngon nhất. Nó béo mà nó tan chảy trong miệng luôn. Cực ngon. Dạ. Thấy sao? Tuyệt vời không? Vời. Mình múc lên review cho mọi người xem không? Dám không? Dạ. Còn hơi ngại. Hay ngại à? Ngon quá. Với một mâm mực như thế này á, thật ra là Thái với lại cháu Lì là không ăn hết được. Giờ Thái và cháu Lì sẽ kết thúc video tại đây. Và sẽ còn lại sẽ đi phấy mì tôm ăn mọi người. Sẽ chiều phấy mì tôm ăn. Và quý anh chị, với cô chú và các bạn yêu thích kênh Thái Nhà Biển, hãy cho em Thái một lượt like cũng như một lượt subscribe cũng như một lượt đăng ký kênh để kênh em Thái được một ngày được phát triển hơn. Và sẽ review cũng như là ẩm thực về các làng chài vùng biển của Việt Nam mình, và nhất là về làng chài Phước Thể với em nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Nhớ gõ chuông đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của Thái nha. Bye bye.
cười lên con thử điên không? Bye mọi người.